chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Đại Dương. Hôm nay buổi chiều thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2018, Thanh Nguyễn rất mừng được slap một bộ hát karaoke cho bác Bạch Văn Lâm ở Kiên Giang có số điện thoại như trong hóa đơn. Bác lấy cái gì sau? Thiết bị thứ nhất là một mic UG92 mã. Trong quá trình hướng dẫn thì em cũng xin được nhắc bác luôn là mic bác để chế độ từ 2 giờ hoặc là 1 giờ tùy theo cái mic tặng máy yếu. Đấy. 2 giờ. Trong hai cái mic này thì nó sẽ xảy ra hiện tượng một tay lặng và một tay nhẹ. Thì bác có thể là tay nào lặng thì bác phải nâng lên một tí. Đấy, chú ý ạ. Và chiếc máy lén. Chiếc máy lén DBX226XL. 226XL. Thì bác nhìn thấy kênh 1. Kênh 1 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kênh 2 cũng vậy. 2 đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bác để cho em một đèn này sáng, hai đèn sáng. Những đèn này không được sáng. Và hai đèn sáng tức là kênh 2 có hai đèn sáng. Over, AC và Auto. Và đèn thứ hai vậy. Tuyệt đối không được để đèn bypass sáng. Không được đèn này sáng. Không được đèn sáng và không đèn sáng. Hai đồ em để bác kênh 1. Kênh 1 thì em để lấy trống. Đây là phối hợp vòng ca với cả kiểu nhạc. Đây là lựa chọn kiểu nhạc chỉnh chép. Thì em đánh dấu sẵn này. Đã có thể thay đổi trống lưng giảm được. Đánh dấu sẵn nha bác nhá. Đây sẵn này. Và cái sẵn này đúng cái gờ vào đây. Trong quá trình vận chuyển cái này qua để có thể đúng vào cho em. Đây. Đây là sáng hết. Đây này. Và bác chú ý cái máy nén cực kỳ quan trọng. Bác nhìn đây. Đấy. Nó sai lệch bác chỉnh em đúng vị trí này. Và lúc này cực quan trọng nha, nút output gain. Nếu để tôi quá là zoom mic. Zoom mic đây bởi em đã phải để cái dấu đánh mic nên mới có được mic. Còn nếu không có mic thì bác để đâu không được. Để ngưng ra. Đây là cho kênh 1. Kênh 2 đây. Kênh 2 đây. 1 2 3 4 5 6 đây lúc này. Đấy, chính xác, tuyệt đối không được sai. Tuyệt đối chính xác. Nút output gain này. Và lọc. Bác duy nhất em đèn gan là sáng. Còn đèn này bỏ hết. Ở giữa hết này. Và equalizer này. Còn trống, nếu mà nhiều trống quá bác hạ em tầm 315 đến 20Hz này xuống. Ở trên nào dưới vậy. Còn chung là từ 500 này. Đến là 6 gan. Còn là check. Còn muốn check nó đẩy 6 gan lên. Đẩy lúc này lên. Hai mít idle lên này. Đấy. Còn bác số em áp cho bác với 4 chế độ. Bác ấn như này cái. Ấn như này là echo gì bật. Ấn như này là gì bật. Ấn như này là echo. Và ấn này nghe nhạc. Nghe nhạc lại không được dùng mic bởi vì em lần tiếng bass và tiếng check lên nhiều. Hay là ù. Đấy. Và đây là nút to nhỏ. Nếu mà bác ấn vào là chế độ. Nhưng trong từng chế độ một, trong từ chế độ 1 thì bác có thể là nâng echo lên hoặc giảm, hoặc tăng daily lên hoặc giảm. À, mic to lên nữa, em để mic cao 3. Lên đi trong 10 và echo là 80. Bác vẫn có thể nâng lên nữa này. Đấy. Trong từng chế độ vẫn có thể thay đổi được echo và daily. Vol mic là vol nhạc. Đấy. Và này em để đúng chế độ đánh dấu này. Để bác chú ý là khi chuyển nó lệch để đúng như em nha. Và khi mà đóng hàng thì em đóng các bác tất cả 1 2 3 4 là một kiện. Và một kiện. Và cái này một kiện. Thì nhà bác cắm ở đâu? Nhà bác cắm ở đây. Và lọc này. Lọc xì đây. Đấy. Và em để sẵn hai đầu dây ra để cắm đẩy. Hai đầu dây ra để cắm đẩy thôi. Đấy. Tất cả cắm gọn gàng hết. Và là con đây rồi. Em là chuyên gia giờ xếp. Thì 67 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 6 7. Alo 6 7 8 9 10. Alo 6 7. Alo. Một ca khúc đêm buồn tình mẹ. Sau đây ca sĩ là Cung Nguyễn nhé. Gửi đến quý vị và các bạn với là giờ xếp bái ý. 2 bát 25 một thùng, 4 xếp, 4 bát. Bé rồi. Bé. Quá rồi.
là anh em may mới đang xách vải phòng lên đang mua bộ hát karaoke. Đã lâu rồi đôi nước cách đôi nơi từ duyên xưa còn hạnh phúc. Mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ chỗ nào? Ngày xưa đó em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mưa trên miên trên đồi khuya lòng ai thương nhớ. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, thì nỗi sau còn nhiều niềm. Ở phương này vui kiếm sống chính nhân nhưng tơ duyên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương ta chinh chiến cho tơ duyên được. Và phương ơi có gì vui xin biết thứ về cho ai nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Xin mời quý vị là đồn đang giờ xét được kết nối với một chiếc mic UG925 mã 1 cục đẩy LA550H, một chiếc vang số Shiso OS510, một chiếc máy lén 26N, một chiếc lọc David 2231 sẽ làm nó như này, vừa nghe nhạc tốt vừa hát hay. Và anh Nguyễn Tiền Đà giới thiệu với các bác một dòng vang khô có vòng quang B3K6. Đây là ruột của nó. Đây là bộ ngoài. Bộ ngoài. Mưa rơi từng đêm mưa trên trên đồi khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Mưa anh thương ngày đó không nói nên câu ta thương. Anh mong làm sao cho tình duyên không ngạt phai theo năm tháng con qua màu. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi nỗi sâu còn yêu. Sống trên nhân nhưng không quên dệt mơ ước ngày nào quê hương tàn trên chiến cho tư duyên được thăm hỏi. Và phương đó em ơi có gì vui xin biến thứ về cho anh nhớ thương đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho
Xin cảm ơn ca sĩ Trung Nguyên. Quá tuyệt vời.